Xin chào mọi người. Chủ nhật tại Acala có gì? Kỹ thuật đang tư vấn cho bác y mời các dịch vụ bên Acala. Review một vòng Acala các bác nhé. Đa số là xe dọn, vệ sinh nội thất gói cao cấp, các bác ạ. Sau trận lũ bên Acala vỡ trận liên tục, xử lý xe ngập nước. Tháo ghế, thảm trải sàn, răng cửa, vệ sinh chi tiết cho các bác luôn. Có phòng kín riêng để dành cho xe dán, phim cách nhiệt luôn ạ. Em xe thứ tư trong ngày qua em dán, phim cách nhiệt. Bác nào xe bị tình trạng ngập nước, muốn dán phim cách nhiệt thì đến Acala Thái Nguyên, các bác nhé.